Nhã Ba La Mật chẳng thấy có danh pháp, và vì chẳng thấy có danh pháp nên chẳng có chấp trước. Luận hỏi: do nhân duyên gì mà Ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật như vậy? Đáp: Ngài Xá Lợi Phất đã được nghe Phật tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật, nên sanh tâm hoan hỷ, nhất tâm tôn kính Bát Nhã Ba La Mật, nên tự ý hỏi Phật để được Phật giảng sâu rộng hơn nữa. Sở dĩ Ngài hỏi Phật, Bồ Tát phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào, là vì Ngài thiết tha muốn được Phật chỉ dạy cách tu tập Bát Nhã Ba La Mật để noi theo. Cũng như người bệnh muốn thầy thuốc chỉ bày cặn kẽ các cách dùng thuốc để về nhà được yên tâm uống thuốc vậy. Hỏi: trước đây Ngài Xá Lợi Phất đã hỏi Phật, vì sao Bồ Tát chẳng trú đàn Ba La Mật là hành Bát Nhã Ba La Mật? Lúc bấy giờ Phật đã trả lời rằng, khi hành bố thí mà rõ biết người thí, kẻ thọ và vật thí đều bất khả đắc mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nay vì sao Ngài còn hỏi nữa? Đáp: trước đây Phật đáp về tổng tướng của các Ba La Mật. Nay Ngài Xá Lợi Phất nghe Phật nói Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo cả năm pháp Ba La Mật kia, nên phải hỏi thêm về cách tu hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài khát ngưỡng muốn được học Bát Nhã Ba La Mật. Ngoài ra Ngài cũng muốn hỏi Phật về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật để chúng sanh được rõ thêm. Nên biết công đức của Bát Nhã Ba La Mật vô lượng vô biên, trí huệ của Phật cũng vô lượng vô biên. Bởi nhân duyên Ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi mà Phật rộng thuyết về Bát Nhã Ba La Mật mãi mãi chẳng thôi. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật có công đức vô lượng vô biên, tối tôn tối trọng. Nếu chẳng được nghe Phật tán thán thì chúng sanh làm sao hiểu thấu được? Như vậy, vì sao Ngài Xá Lợi Phất chẳng để Phật nói rộng thêm nữa mà lại hỏi về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: càng tán thán Bát Nhã Ba La Mật thì càng làm cho người nghe thêm hoan hỷ. Càng tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật thì càng tăng thêm phước đức. Càng nghe nói về hỏi về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật thì càng tăng thêm trí huệ. Nghe nói về Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải chỉ tạo nhân duyên phước đức thôi, mà còn duyên khởi cho sự khát ngưỡng Bát Nhã Ba La Mật, khiến muốn nghe mãi chẳng có nhàm chán, chờ đến khi thành Phật đạo. Người nghe Bát Nhã Ba La Mật phải có trí huệ mới thành tựu được Phật đạo. Bởi vậy, sau khi nghe Bát Nhã Ba La Mật, người nghe còn phải sanh tâm hoan hỷ, phải có tính tâm thanh tịnh, phải tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật mới có được đại lợi ích. Ví như người đang đói khát mà chỉ nghe tán thán các thức ăn ngon, thức uống thơm mát thì chẳng có được lợi ích gì cả. Phải được ăn, uống mới hết đói khát được. Người khát ngưỡng Bát Nhã Ba La Mật cũng là như vậy. Nghe tán thán Bát Nhã Ba La Mật chưa đủ, phải thực hành Bát Nhã Ba La Mật mới thành tựu được Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Xá Lợi Phất phải hỏi Phật về cách tu tập thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: người đi đường phải dùng đôi mắt để thấy đường, đi đến nơi chốn mong muốn. Bồ Tát niệm Phật đạo cũng là như vậy. Phải nhờ Bát Nhã Ba La Mật soi sáng mới thấy được đường đi dẫn đến Phật quả. Như vậy, vì sao lại nói Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: người thực hành Bát Nhã Ba La Mật phải quán các pháp đều là giả danh, nên chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng, hết thảy các pháp đều là không. Hết thảy các pháp chỉ có ở nơi danh tự, đều do nhân duyên hòa hợp sanh, đều là tự tánh không. Trước đây đã nói các pháp đều là giả danh, nay nếu lại biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là giả danh thì phá được tất cả các hí luận. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật cũng là tự tánh không, nên là chẳng thể được, bất khả đắc, chẳng thể thấy, bất khả kiến vậy. Ví như củi cháy mà giả danh có lửa, tuy rằng lửa chẳng có thật sự mà có thể đốt nóng, có thể thiêu rụi các vật vậy.
Hỏi: Nói Bồ Tát nhập vào Bát Nhã Ba La Mật, rồi lại nói Bồ Tát chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Nói như vậy làm sao có thể tin được? Đáp: Trước đây đã nói Bát Nhã Ba La Mật là thật pháp, nhưng muốn vượt ra khỏi sự chấp pháp đó thì phải tin và hành Bát Nhã Ba La Mật. Tin và hành mới vượt ra khỏi sự chấp về pháp Bát Nhã Ba La Mật được. Vì sao? Vì có tin có hành Bát Nhã Ba La Mật mới biết rõ Bát Nhã Ba La Mật cũng là không, là bất khả đắc. Nếu vào được trong Bát Nhã Ba La Mật rồi thì sẽ biết rõ năm ấm đều là không. Trong không chẳng có sắc, mà ly sắc cũng chẳng có không. Hỏi: Trước đây nói có được trí huệ Bát Nhã Ba La Mật thì biết các pháp là thường không. Như vậy vì sao lại nói Bồ Tát trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Theo pháp thế gian nên nói tu hành để vào Bát Nhã Ba La Mật. Nói như vậy là còn quán, còn hí luận. Khi các quán và hí luận đã diệt rồi thì chẳng còn có ra có vào gì nữa cả. Thế nhưng các bậc thánh nếu chẳng dùng đến văn tự, ngôn ngữ để nói pháp thì chẳng sao giáo hóa được phàm phu. Bởi vậy chỉ nên hiểu ý mà đừng nên chấp lời nói mới thật là đúng pháp. Hỏi: Vào được trong Bát Nhã Ba La Mật là biết rõ hết thảy pháp đều là không. Như vậy vì sao trước đây phải nói đến chúng sanh không để phá chấp về ngã? Đáp: Đối với người mới nghe Bát Nhã Ba La Mật thì chưa có thể gì họ nói về hết thảy pháp đều không, nhất thiết pháp không được. Vì sao? Vì họ còn nặng về chấp ngã, còn dùng năm tình để cầu pháp, do vậy mà còn ước tưởng phân biệt, từ đó vẫn sanh chấp có tướng ngã. Vì họ chẳng biết năm tình là không, nên duyên nơi ước tưởng phân biệt mà khởi chấp năm tình là thật. Do vậy chẳng có thể phá được chấp ngã. Nếu họ được nghe thuyết về vô ngã thì họ mới có thể nhận biết được sắc tức là không và không tức là sắc. Nhưng nếu ngay lúc đầu nói tất cả các pháp đều là không thì họ chẳng sao tin được. Bởi vậy trước phải nói về chúng sanh không để phá chấp về ngã và ngã sở. Khi đã phá được ngã và ngã sở rồi thì sẽ biết rõ hết thảy pháp đều là không cả. Rồi từ đó mới ly được dục, dẫn đến mới vào được đạo Bồ Đề, mới vào được Niết Bàn tịch tịnh. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật là pháp rốt ráo không, nên Bồ Tát chẳng thấy có mình thực hành Bát Nhã Ba La Mật nữa. Hỏi: Nếu chẳng thấy, chẳng hành thì Bồ Tát cũng như phàm phu. Như vậy Bồ Tát làm thế nào để có thể vào được Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: Chẳng phải như vậy. Bồ Tát đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, thâm nhập pháp không, nên nói là chẳng thấy, chẳng hành vậy. Đối với một vị quốc vương, nếu chỉ được một vật nhỏ thì chưa có thể gọi là được của. Cũng như vậy, đối với Bồ Tát, nếu hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn ít trí huệ, còn vướng mắc kiết sử thì chưa có thể gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật được. Phật là vị pháp vương dạy cho Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng nếu Bồ Tát chỉ hành được một phần nhỏ thì cũng chưa có thể gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật được. Lại nữa, người hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh kiêu mạn, chẳng có tự nói là mình có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì nếu nói có hành Bát Nhã Ba La Mật thì còn chấp tướng. Người hành Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng tự nói là mình chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì nếu nói chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật thì sanh tâm giải đãi, như vậy là còn vướng mắc vào hai chấp có và không, tức hữu và vô. Người thật hành Bát Nhã Ba La Mật phải là người hành Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng thấy là mình có hành Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng chẳng thấy là mình chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Được như vậy là phá được cả hai chấp có và không, là được giải thoát. Lại nữa, chẳng thấy mình có hành Bát Nhã Ba La Mật là dứt các hí luận,
chẳng thấy mình chẳng hành Bát Nhã Ba La Mật là dứt tâm giải đãi. Ví như người cưỡi ngựa mà thấy ngựa chạy quá mau thì phải kềm lại, thấy ngựa chạy quá chậm thì thúc ngựa chạy mau hơn. Như vậy là còn trụ chấp nơi tốc độ của con ngựa. Cũng như vậy, người hành Bát Nhã Ba La Mật mà còn có phân biệt là mình có hành hay mình chẳng có hành, là còn trụ chấp nơi tướng, là chưa được giải thoát. Lại nữa, Phật dạy các pháp do duyên sanh mà có danh, có nghĩa vậy. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều do tự tánh không, Bồ Tát cũng chỉ là danh pháp, Bồ Đề cũng chỉ là danh pháp, Bát Nhã Ba La Mật cũng chỉ là danh pháp. Tất cả đều là không, đều là bất khả đắc. Không nói ra đây có nghĩa là danh cũng không, pháp cũng không. Không nói ra đây có nghĩa là chẳng có một pháp nào được dựng lập từ các pháp thô sắc dẫn đến pháp không vậy. Tuy nhiên, không cũng chẳng có ly sắc. Vì sao? Vì nhằm phá sắc mà nói không. Cũng như vậy, không cũng chẳng có ly thọ, tưởng, hành, thức, tất cả năm ấm đều không. Trước đây nói, chẳng thấy có Bồ Tát, chẳng thấy có danh tự Bồ Tát, chẳng thấy có Bát Nhã Ba La Mật. Này nói chẳng thấy luôn các nhân duyên tạo lập ra các danh tự Bồ Tát, Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên nói là rốt ráo không. Trong quá trình thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát trải qua hai giai đoạn. Khi chưa thành tựu thì rõ biết thật tướng các pháp đều là không, là bất khả đắc, là vô sanh. Khi đã thành tựu thì rõ biết tánh của các pháp, cũng tức là tánh của Bồ Đề, của Niết Bàn. Hỏi, thế nào gọi là vô sanh? Trước có sanh rồi sau mới có pháp? Hay trước có pháp rồi sau mới có sanh? Hay sanh và pháp có đồng thời với nhau? Đáp, sanh và pháp đều là bất khả đắc cả. Như trước đây đã nói, vô sanh tức là vô diệt, là như hư không, nên cũng chẳng có cấu, chẳng có tịnh. Ví như mưa chẳng có thể làm ướt hư không, lửa chẳng có thể đốt cháy được hư không vậy. Vì sao? Vì bản tánh của hư không là vô sanh. Bồ Tát biết rõ các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, nên chẳng thấy cần phải ly các pháp. Vì sao? Vì có sanh, có diệt, mới có cấu, có tịnh, mới có hợp, có ly. Phật dạy, hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh. Chúng sanh do phân biệt, ức tưởng mà đặt cho mỗi pháp một tên riêng. Như vậy là chẳng phải thật nghĩa. Vì sao? Vì thuyết mà chẳng thể thuyết, thuyết bất khả thuyết, mới là nghĩa có thể thuyết, tức khả thuyết. Vì sao? Vì pháp chỉ có ở nơi danh tự, mà Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng thấy hết thảy danh tự vậy. Tóm lại, Bồ Tát, Bát Nhã, Bồ Đề đều chỉ có ở nơi danh tự, đều là không. Nay nói hết thảy pháp đều chẳng thể thấy, tức bất khả kiến. Vì sao? Vì chẳng thấy tức là chẳng chấp, mà chẳng chấp tức là chẳng thể có được, bất khả đắc vậy. Như vậy là Bồ Tát được đệ nhất huệ nhãn. Với huệ nhãn này, Bồ Tát chẳng thấy có một pháp nào có định tướng cả, nên chẳng chấp các pháp. Hỏi, nếu Bồ Tát chẳng chấp hết thảy pháp thì vì sao lại chẳng vào Niết Bàn? Đáp, trước đây đã nói rõ về bản nguyện của Bồ Tát, đó là trên niệm ân đức chư Phật trong mười phương, dưới khởi tâm đại bi thương xót chúng sanh. Vì chưa đầy đủ bản nguyện nên Bồ Tát tinh tấn tu hành Bát Nhã Ba La Mật, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật để hòa hợp hai nguyện trên đây, chẳng còn tâm chấp, được nhân duyên nói pháp bình đẳng. Do chẳng sanh tâm chấp nên chẳng vào Niết Bàn, vì biết rõ Niết Bàn cũng chỉ là danh tự.